Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận vào các giới chức từ ba quốc gia tại Phi Châu. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã đưa ra một loạt những lệnh cấm vận nhắm vào các viên chức của Phi Châu gồm có Sudan, Uganda và Zimbabwe, trong đó ban lệnh cấm họ không được đặt chân tới Hoa Kỳ và phong tỏa tài sản của họ nếu có tại Hoa Kỳ. Sau khi mà nói rằng họ đã cáo buộc và bị cáo buộc là phá nền dân chủ, hòa bình và ổn định trong việc mà họ ở tại quốc gia của họ. Tại Sudan nơi mà đang có hai uh, tư lệnh đang đối đầu với nhau trong cuộc chiến kéo dài vài tháng qua trong cuộc nội chiến đã mở rộng cái tình trạng gọi là lạm dụng nhân quyền ở tại uh, đây và Bộ ngoại giao cho biết họ sẽ ba, chấp họ đã chấp thuận lệnh uh, cấm vận đối với Taha Osman Ahmed al Hussein và là cựu... Uh, Bộ trưởng của quốc gia này à, trong cái việc mà đã lật đổ chính quyền của ông à, Tổng thống Omar al Bashir trong vai trò gọi là gửi tất cả những cái vũ khí tới cho lực lượng dân quân. Bên cạnh đó thì à, nhân vật thứ hai là Salah Abdallah Mohammed Salah được biết với cái tên là Salah God, cựu giới chức an ninh làm việc với lại à, chính quyền của ông Bashir à, để tìm cách đưa ở à, chính quyền của ta quay trở lại quyền lực. Đồng thời cũng được xác nhận là nhân vật đã có những cái hành động liên quan tới nỗ lực tìm cách gọi là thúc đẩy việc mà quân đội nắm quyền ở Sudan và quay trở lại quyền lực và cuộc giao tranh này đã khiến cho 9.000 người đã phải à, bị thiệt mạng và có 6 triệu người phải rời khỏi cái quê hương của họ những người này đều đều bị cấm vận tại Uganda Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với các viên chức mà trong đó họ nói rằng chịu trách nhiệm cho việc phá hủy tiến trình dân chủ của Uganda à, trong cái cuộc gạo bầu cử năm 2021 à, trong đó thì cho thấy là ông Tổng thống Zouari Museveni đã đắc cử tới nhiệm kỳ thứ 6 và lệnh cấm vận này nhắm vào các viên chức khác gồm có các trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và của Ngân hàng Thế giới để tình trạng gọi là khi mà Uganda đã có tình trạng gọi là dập tắt quyền lợi của giới đồng tính. Đây được xem là một trong những cái lệnh cấm vận mới nhất của Hoa Kỳ. Và tại Zimbabwe thì tà phía của một số các viên chức được tin rằng là đã có hành động gọi là thao túng bầu cử tại đây từ hồi tháng 8 và họ đã đưa ra lệnh gọi là cấm vận đối với những viên chức của Zimbabwe. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía Hoa Kỳ cho biết Nga đã bác bỏ bản kế hoạch trả tự do cho hai công dân Hoa Kỳ bị giam giữ tại nước Nga là ông Paul Whelan và ông Ivan Gerskovic. <laughs> bản tin mới nhất từ Washington cho biết Nga đã trong vài tuần lễ qua đã bác bỏ một cái đề nghị mới của Hoa Kỳ trong việc trả tự do cho ông Paul Whelan và Ivan Gerstkovic, hai công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ một cách mà Hoa Kỳ mô tả là bất hợp pháp tại Nga. Theo tường trình của Bộ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Mattel Mueller đã đưa ra vào ngày thứ ba Miller đã không cho biết thêm chi tiết về việc mà Washington đã đề nghị như thế nào trong lần đầu tiên mà Hoa Kỳ tìm cách trả tự do cho công dân của họ. Trong đó, ông Gillen và ông Gershkovic đều bị truy tố tội làm gián điệp tại Nga, một điều mà họ bác bỏ. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã có những cái kế hoạch mới để tìm cách cứu ông Paul và ông Ivan. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị từ chối bởi phía của Nga và chúng tôi sẽ cố gắng có thêm những bản kế hoạch khác. <laughs> họ cần và họ không nên bắt giữ các công dân Hoa Kỳ và phải trả tự do cho họ ngay lập tức. Đây là lời phát biểu của ông Mueller. Hiện nay thì không có gì kèm chế chúng tôi tiếp tục làm tất cả mọi thứ để đưa những người này trở về nhà của họ. Bản kế hoạch này đã không cho biết thêm chi tiết về những người khác đang bị bắt giữ. Trong khi đó thì Cơ quan thông tấn của nga là RIA đã lên tiếng và dẫn lời của phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết là chúng tôi không thảo luận cái vấn đề này trong công chúng. À, bị bắt giữ năm 2018, ông Paul Whelan đã bị kết tội làm gián điệp năm 2020 và bị kết án 16 năm tù. Ông được xem là đã bị xem là làm gián điệp cho chính phủ Hoa Kỳ, một điều mà phía Hoa Kỳ từ chối. Điên ký giả Gerskovic đã, đã, bị bắt giữ vào ngày 29 tây tháng 3 năm nay ở tại Nga và có thể sẽ đối diện với án tù 20 năm nếu bị kết tội và ông đang làm việc cho tờ Wall Street Journal đã bác bỏ tất cả những bản cáo trạng nhắm vào ông. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực thất bại của Hoa Kỳ trong việc can thiệp trả tự do cho công dân của Hoa Kỳ tại Nga. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã chính thức để đơn để khởi kiện các người Nga trong việc mà gọi là tội ác chiến tranh về việc tra tấn công dân Hoa Kỳ trong cuộc xâm lăng tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong ngày thứ tư đã bắt đầu đệ đơn để mà khởi kiện tội phạm chiến tranh nhắm vào các thành viên trong giới quân sự của Nga, cáo buộc là những người này đã bắt cóc và tra tấn những công dân Hoa Kỳ trong cuộc xâm lăng tại Ukraine. Và đây được xem là trường hợp đầu tiên và bốn công dân nga bị truy tố trong tội bắt cóc người dân hoa kỳ từ nhà của họ tại ukraine năm 2022 và những người hoa kỳ này đã bị đánh đập và đã bị giam giữ 10 ngày ở tại một cái căn cứ quân sự của nga và sau đó ông ta đã được di tản chung với vợ của ông ta người đang sống tại ukraine và là một công dân của ukraine theo tường trình của giới chức hoa kỳ cho biết và theo báo cáo thì các nhân viên của chính quyền liên bang đã di chuyển qua Ukraine vào năm ngoái là một phần trong cuộc điều tra về binh sĩ của Hoa Kỳ đã bắt giữ ông này và tìm cách gọi là lột trần truồng ông này, chỉ súng vào đầu của ông và đã đánh đập ông một cách giả man Theo tường trình của Bộ trưởng An ninh nội địa là ông Alexandro Mayorkas đưa ra, bằng chứng cho thấy là các nhân viên của chúng tôi đã nói chuyện với lại tất cả những nhân chứng trong cái cuộc xâm lăng của Nga và vụ án này là của vụ án đầu tiên mà Hoa Kỳ khởi tố tội ác chiến tranh nhắm vào công dân Hoa Kỳ ở trong cái cuộc chiến tại Ukraine và cơ quan an ninh địa cũng như là các nhà điều tra của FBI đã phỏng vấn người dân Hoa Kỳ và à, gia đình của ông khi mà à, họ đến ngôi làng ở cái khu vực gọi là lớp và trong đó đã nơi đã được à, bắt cóc và được xác nhận là bốn công dân nga và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ ông Merrick Garland đã lên tiếng và nói rằng tội ác chiến tranh mà của Nga đã sử dụng đã bắt đầu từ năm 2022. Đây được xem là một trong những uh, cáo trạng mới nhất mà Hoa Kỳ đã đệ trình và khởi tố uh, công dân của Nga về tội ác chiến tranh nhắm vào công dân Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nga ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, ông Tổng thống Tajib Erdogan đòi hỏi là Hoa Kỳ phải bán F-16 cho phía của à, Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc chấp thuận cho Thụy Điển vào Liên minh NATO. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg và tờ Financial Times đưa ra. Bản tin mới nhất từ tờ Financial Times lên tiếng cho biết rằng là ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng nhấn mạnh về tình trạng mà cho gia Thụy Điển được gia nhập vào Liên minh NATO. Trong đó thì uh, Tổng thống Tayyip Erdogan đặc biệt đã áp lực phía Hoa Kỳ là phải chấp thuận bán F-16 cho Ankara để đổi lại vì vai trò của Thụy Điển được gia nhập vào NATO. Ông Erdogan cho biết ông sẽ làm tất cả trách nhiệm của ông để đưa NATO uh, Thụy Điển trở thành là uh, thành viên của Liên minh NATO trong cái... Uh, nghị viện của thổ nhĩ kỳ trong lúc bỏ phiếu. Tuy nhiên, bây giờ thì ông cho biết là phía hoa kỳ cần phải chấp thuận cái yêu cầu của thổ nhĩ kỳ là tỷ giá hàng tỷ mỹ kim mua các loại F16 của hoa kỳ để mà hiện đại hóa lực lượng quân sự của họ. Trong vai trò tổng thống, tôi sẵn sàng để cho <laughs> phía của thụy điển gia nhập vào liên minh NATO trên nghị viện và quý vị phải cảm ơn tôi. Đó là lời phát biểu của ông Erdogan đã đưa ra và tôi đã hoàn thành trách nhiệm của tôi và tôi uh, dự tính là sẽ đòi hỏi lại phần của quý vị, quý vị phải thông qua cái vấn đề này trên quốc hội của quý vị. Đây là lời phát biểu của ông Tajib Erdogan đã đưa ra sau khi mà đòi hỏi phía Hoa Kỳ là phải chấp thuận việc bán cái F16 cho phía của thổ nhĩ kỳ. Đây được xem là một trong những điều kiện mà ông Tajib Erdogan đưa ra để đòi hỏi phía của để đòi hỏi là phía của Thụy Điển khi mà muốn gia nhập vào Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một số những nhân viên làm việc không ăn lương, tức là intern tại Tòa Bạch Ốc đã viết thư cho Joe Biden để kêu gọi có thêm một cuộc ngưng bắn tại giải Gaza. Bản tin mới nhất cho biết một nhóm gồm 40 nhân viên làm việc không ăn lương, giấu tên tại tòa Bạch Ốc đã viết thư cho ông Joe Biden vào ngày thứ ba, trong đó kêu gọi chính quyền ông ta ủng hộ cho một cái cuộc ngưng bắn dài hạn tại giải Gaza trong cuộc chiến giữa Hamas và do Thái. Trong đó thì lá thư này. <laughs> chúng tôi thúc giục là và trong cái mùa thu năm 2023 tòa bạch ốc và văn phòng hành pháp của tổng thống và làm việc trong vai trò là không ăn lương không nên tiếp tục giữ im lặng trong việc mà sát hại và có những hành động diệt chủng đối với người palestine đây được xem là lá thư đã được viết ra và được công bố bởi đài truyền hình nbc chúng tôi lên tiếng cho là một trong tiếng nói của người dân Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền cần phải có một cuộc ngưng bắn dài hạn và chúng tôi không quyết định à, à, ngày hôm nay tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục là nói chuyện với các lãnh đạo trong tương lai và chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những lời à, cả yêu cầu của người dân Hoa Kỳ đã được lắng nghe từ cái và từ cái này và họ đã bị bỏ mặt lá thư này đã được ký bởi 40 nhân viên làm việc gọi là intern tức là không có ăn lương họ không cho biết tên của họ tuy nhiên Họ nói rằng họ đang làm việc ở trong các văn phòng bao gồm luôn cả văn phòng hành pháp của ông Joe Biden, văn phòng hành pháp của bà phó tổng thống và cái văn phòng đặc trách về khoa học và kỹ thuật của Tòa Bạch Ốc cũng như là làm trong, nằm ở trong bộ uh, mậu dịch của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những uh, lá thư mà đại truyền hình NBC đã công bố và trong đó cho thấy rằng là đã có rất nhiều viên chức của chính quyền Joe Biden phản đối việc hỗ trợ cho Do Thái tấn công vào nhóm Hamas sau khi mà có 1.200 người Do Thái đã bị sát hại và có 240 con tin đã bị bắt giữ làm con tin và sau đó thì Hamas đã đổi lại mấy ngày ngưng bắn hơn 100 con tin đã được trả tự do. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Do Thái ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của cuộc chiến tại Trung Đông ngày hôm nay Thủ tướng Do Thái lên tiếng và đặt câu hỏi với tất cả những tổ chức nhân quyền trên thế giới. Quý vị đang ở chỗ nào khi phụ nữ Do Thái bị Hamas hãm hiếp? Đó là một trong những lời phát biểu của ông. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Do Thái đã lên tiếng và đặt câu hỏi với lại tất cả các tổ chức nhân quyền của thế giới. Tôi có thể nói rằng tôi đặt câu hỏi với lại tổ chức bảo vệ quyền của phụ nữ những tổ chức nhân quyền quý vị đã nghe được tiếng than khóc của những phụ nữ cho thái bị hãm hiếp một cách ghê gớm bởi lực lượng hamas và quý vị đang ở chỗ nào đây là, là câu hỏi của ông Netanyahu đã đặt ra trong cuộc họp báo vào hôm thứ Ba hôm qua. Và ông nói rằng là tình trạng mà hãm hiếp các con tin đã diễn ra khi mà Hamas đã tìm cách gọi là tránh né và không giao lại những phụ nữ khi mà họ trả tự do cho con tin. Trước đó thì ông Joe Biden đã nói rằng bản báo cáo về tình trạng những bạo động tình dục tấn công vào các uh, con tin nữ giới đã bị lên án một cách gay gắt và điều này <laughs> là điều không thể chấp nhận được hai tháng sau khi mà Hamas tấn công vào một cái lễ hội âm nhạc uh, ở tại những cái cộng đồng uh, của gọi là nông trại và và, và là cộng đồng nông nghiệp của do thái và các cái vị trí quân sự của do thái ở phía nam do thái cảnh sát vẫn tiếp tục tìm cách gọi là tìm hiểu tất cả những cái uh, cuộc tấn công này và sau cuộc tấn công này thì họ đã bắt giữ rất nhiều những con tin và trong đó bản tin cho biết thì có 60.000 đoạn video đã được công bố từ các cái hình ảnh cho thấy là các kẻ tấn công của Hamas trong đó bao gồm luôn cả 1.000 cuộc điều trần cho thấy rằng là, là có cuộc tấn công và đánh đập cũng như là hãm hiếp các phụ nữ. Bản tin mới nhất từ phía của cái tổ chức gọi là Human Rights Israel là cho biết rằng là họ đã phát hiện ra rất nhiều những con tin đang bị bắt giữ hiện nay đã bị hãm hiếp và bị tấn công tình dục và điều này đã không hề có sự lên tiếng của tổ chức phụ nữ của liên hiệp quốc các tổ chức nhân quyền đều giữ im lặng bởi vì à, gần như là họ không có được cái thông tin hoặc là họ cố tình không muốn để ý tới những thông tin này tuy nhiên bản báo cáo của tổ chức nhân quyền do thái đưa ra cho thấy là các phụ nữ bị bắt cóc làm con tin đã bị tấn công tình dục bị hãm hiếp và có những cái tiếng gào thét được lắng nghe từ những đoạn video mà đã được công bố trong thời gian gần đây. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc mạnh mẽ của phía châu Thái trong khi phía Hamas đã bác bỏ tình trạng mà các tay súng của họ đã có hành động tấn công tình dục đối với các phụ nữ bị bắt làm con tin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cuối cùng thì bà Meloni thủ tướng của châu Thái đã chính thức lên tiếng với Trung Quốc là ý sẽ rời khỏi một vành đai một con đường Bản tin từ Rome cho biết, thì à, chính phủ quý đã chính thức thông báo cho nhà nước cộng sản Trung Quốc cho biết họ sẽ rời khỏi một vành đai, một con đường và bác bãi, à, bác bỏ những cái an ngại cho rằng sẽ gây thiệt hại cho mối quan hệ và kinh tế của nước Ý theo nguồn tin đưa ra vào hôm nay thứ tư. Ý năm 2019 đã trở thành quốc gia đầu tiên nằm trong à, khối à, G7 của các nền dân chủ trên thế giới gia nhập vào một vành đai, một con đường và bỏ mặt lời cảnh báo từ phía của Hoa Kỳ trước đây họ vẫn để cho Trung Quốc kiểm soát một số những cái kỹ thuật nhạy cảm và những cái hạ tầng cơ sở quan trọng và tuy nhiên thì uh, nữ thủ tướng Georgia Meloni kể từ khi bà lên làm thủ tướng vào năm ngoái bà cho biết bà muốn rút ra khỏi cái thỏa thuận này và trong đó gần như là tập cận bình đã không thuyết phục được bà và theo bản tin mới nhất cho biết thì uh, cái thỏa ước này được ký 5 năm từ năm 2019 cho tới năm 2024 và tháng 3 sẽ hết hạn và chính phủ Ý cho biết là Rome sẽ gửi cho Bắc Kinh một lá thư trong những ngày sắp tới thông báo chính thức về chuyện này. Vẫn chưa có phản ứng từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên thì phía Ý cho biết là chúng tôi sẽ rút ra khỏi cái một vành đai một con đường bởi vì nó sẽ không có nhiều lợi cho nước Ý. Đó là lời phát biểu của phía chính phủ Ý đã đưa ra và trong đó thì phía Trung Quốc vẫn chưa cho biết là họ sẽ phản ứng như thế nào. Và phía chính quyền của bà Mallory đã bác bỏ cho rằng là việc này sẽ gây ảnh hưởng và gây hư hại cho mối quan hệ của Ý và Trung Quốc cũng như cho nền kinh tế của Ý. Bà bác bỏ điều này và bà đã giữ đúng lời cam kết của bà trong lúc tranh cử là nếu chiến thắng cử thì bà sẽ rời khỏi một vành đai một con đường. Một trong những quốc gia mà nằm trong khối G7 có mối gần gũi nhất với Trung Quốc chính là chúng tôi và giờ đây chúng tôi sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Đó là lời phát biểu của một viên chức của Ý đã đưa ra. Đây được xem là một trong những cái quyết định quan trọng và nước Ý sẽ trở thành chủ tịch của khối G7 năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Ý ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, các hacker Bắc hàng có thể đánh cắp dữ liệu của loại vũ khí laser của cảnh sát. Đây là một bản báo cáo mới nhất từ Nam Hàn. Cảnh sát Nam Hàn nói rằng họ đang điều tra là các hacker của Bắc Hàn bị cáo buộc đã đánh cắp dữ liệu của ít nhất 14 công ty và trong đó bao gồm luôn những kỹ thuật quan trọng về quốc phòng, những cái những cái loại vũ khí laser chống lại các cái um, aircraft tức là chống lại tất cả những cái chiếc chiến đấu cơ theo tường trình của sở cảnh sát Nam Hàn đưa ra vào ngày thứ tư. Cuộc điều tra này đã được thực hiện sau khi mà Cục điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ đang tìm cách xác nhận về những dữ liệu mà nhóm này có cái tên gọi là Andarion và người đứng đầu là John chi Hu được xem là người đứng đầu trong một cái sở cảnh sát ở tại Nam Hàn đã mở cuộc điều tra này và bộ tài chính của Hoa Kỳ trong năm 2019 đã lên danh sách Atrion là một trong những cái tổ chức hacker do nhà nước bắt hàng bảo trợ tập trung vào việc tung những cái mã độc trên mạng xã hội và trên các cái trang web à, nhắm vào các cơ sở thương mại của ngoại quốc các chính quyền và kể cả kỹ nghệ về quốc phòng và các giới chức truyền thông ở tại địa phương báo cáo rằng việc mà xâm nhập này có thể đã lấy đi một số những kỹ thuật quan trọng bởi vì họ đánh cắp tổng cộng là 250 cái hồ sơ trong đó trị giá à, có cái mức chứa ở 1.200 terabyte về các dữ liệu và đã bị hacker lấy đi và trong đó có liên quan tới những cái vũ khí laser chống lại các chiến đấu cơ và có 83 lần kể từ tháng 12 năm ngoái cho tới tháng 3 năm nay họ đã liên tục bị tấn công và nhóm này gần như là đã đánh cắp khoảng 470 triệu đồng won tức là mươi 866 Mỹ Kim trị giá đồng Bitcoin trong ít nhất là 3 công ty ở tại Nam Hàn và một công ty ngoại quốc đã bị tấn công. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của Nam Hàn về tình trạng hacker của Bắc Hàn đã tấn công và xâm nhập vào các cái công ty và các cơ sở chính quyền của Nam Hàn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu cho dập tắt tình trạng mà lừa gạt trên không gian mạng ở tại miếng điện và trong đó đã bắt giữ rất nhiều những nghi can. Bản tin từ Bangkok cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu gia tăng việc dập tắt những cái trò lừa gạt trên không gian mạng và tìm cách gọi là bắt giữ những tên tội phạm này ở dọc biên giới mà à, miếng điện nơi mà lực lượng quân việt đang à, có cuộc giao tranh với lại lực lượng thiểu số và trong đó trong những đoạn video cho thấy là những à, tên tội phạm này đã thú nhận khi mà họ bắt đầu thực hiện những cái chiến dịch lừa gạt trên mạng. Đây được xem là một chiến dịch mới nhất mà Trung Quốc đã phối hợp với Miến Điện để dập tắt các cái đường dây gọi là lừa gạt trên không gian mạng, bao gồm luôn cả đường dây buôn người và những cái hoạt động bất hợp pháp nhắm vào công dân Trung Quốc thông qua những cái phone và kể cả thông qua những cái mạng online và trị giá gần như là với cái mức lợi nhuận lên tới cả chục tỷ Mỹ Kim mỗi một năm. Và trong mùa hè năm nay thì Trung Quốc đã lan báo hàng loạt các cái chiến dịch hợp tác với những quốc gia có đường láng giềng chung với họ để bắt giữ hàng ngàn người à, trong đó là gần như là đã có những cái chiến dịch gọi là lừa gạt trên mạng à, trong đó bao gồm rất nhiều những trò lừa gạt khác nhau phía miến điện cho biết họ đã giao cho phía trung quốc 31.000 nghi can và trong số họ theo cảnh sát cho biết thì 64 thành phần được xem là nằm chủ chốt trong các cái đường dây lừa gạt người ở trên không gian mạng đây được xem là một trong chiến dịch mới nhất của trung quốc nhằm dập tắt tình trạng băng đảng hoạt động tại các khu vực biên giới của Trung Quốc với các quốc gia lân cận trong đó có miếng điện Lào và Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á châu ngày hôm nay, tổng thống Ferdinand Marcos Jr của Philippines đã có dương tính với con siêu vi khuẩn vũ hán. Bản tin từ Manila cho biết thì tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã có dương tính với con Covid 19 và tuy nhiên thì tình trạng sức khỏe của ông vẫn còn đủ để có cuộc họp online theo văn phòng của ông đã đưa ra vào ngày thứ ba. Trong đó thì cái văn phòng đặc trách về liên lạc về truyền thông của ông Ferdinand Marcos Jr. trên Facebook cho biết là ông Marcos hiện nay đang nằm trong tình trạng gọi là tự cách ly 5 ngày sau khi họ nói rằng ông đã có dương tính với lại con siêu vi khuẩn của hãng. Tổng thống hiện nay vẫn còn đầy đủ sức khỏe và ông vẫn thực hiện trách nhiệm của ông và tiếp tục các cái lịch trình nhóm họp qua qua cái mạng lưới telephone tức là teleconference tức là telephone và kể cả màn hình theo tường trình của viên chức cho biết ông Marcos 66 tuổi lần cuối cùng mà ông xuất hiện trước công chúng là hôm thứ bảy trong một cái lễ hội về gia đình ở trong cái phủ tổng thống của ông và ông đã hủy bỏ một cái một số những cái cuộc gặp gỡ vào hôm thứ ba bao gồm luôn việc viếng thăm Mindanao ở phía nam của Philippines nơi mà đang xảy ra tình trạng nạn nhân của các vụ đánh bom hôm chủ nhật khiến cho người dân đã bị uh, nguy hiểm và kể cả một cái trận động đất mạnh diễn ra ở tại uh, khu vực này kể từ hôm thứ bảy và ông Marcos cho biết <laughs> thì uh, bản thân của ông trước đây năm 2020 đã cũng đã bị uh, dương tính với Covid và hiện nay thì bản tin từ Philippines cho biết có khoảng 1.340 trường hợp mới đã bị lây nhiễm bởi con siêu vi khuẩn này theo bản báo cáo của Bộ Y tế Philippines đưa, đưa ra. Philippines cho biết là họ có khoảng 4.1 triệu người đã từng bị Covid và đã được phục hồi. Đó là một trong những cái bản tin mới nhất liên quan tới ông tổng thống của Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu và của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, toàn bộ báo chí Việt Nam đã hoàn toàn giữ im lặng trong khi báo chí quốc tế loan báo là Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị đón tiếp Tập Cận Bình vào tuần tới. Trên hãng thông tấn Bloomberg cho biết là Việt Nam cho biết là sẽ chuẩn bị đón tiếp Tập Cận Bình vào tuần tới. Và trong bản tin này thì ông Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Hà Nội từ ngày 12 tới ngày 13 tây tháng 12. Theo nguồn tin nguồn tin từ ở Việt Nam cho biết và các viên chức cũng như là các cái uh, À, giới chức của Cộng sản Việt Nam nói rằng họ đang làm việc sau khi mà Vương Nghị đã viếng thăm Việt Nam hồi thứ sáu và thứ bảy tuần qua. Theo nguồn tin và họ xác nhận rằng là họ không được phép nói với báo chí về cái dự tính viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình. Trong ngày hôm qua, bản tin của TNP đã đưa ra thì Tập Cận Bình trước khi tới Việt Nam đã đòi hỏi phía Việt Nam là phải bắn Đại Bác để đón chào Tập Cận Bình. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay, toàn bộ báo chí từ Reuters, AP, Bloomberg đồng loạt đăng tin là Tập Cận Bình sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 12 và ngày 13 tây tháng 12. Tuy nhiên, toàn bộ báo chí ở trong Việt Nam đều giữ im lặng và không có một chữ nào liên quan tới việc mà Tập Cận Bình sắp sửa viếng thăm Việt Nam. Và trong đó thì à, trong đó Tập Cận Bình gần như là muốn xác định lại cái tư thế của Việt Nam ở trong cục diện tại Á Châu và ông ta muốn chắc chắn rằng Cộng sản Việt Nam sẽ không chọn lựa đứng về phía của Hoa Kỳ mà là vẫn giữ một cái thái độ như cũ hoặc là đứng về phía Trung Quốc và Tập Cận Bình dự tính là sẽ có trước đây hồi tháng 10 thì cho biết rằng là ông ta đã dự tính là viếng thăm hồi cuối tháng 10 Tuy nhiên thì cái dự tính này đã bị uh, trì hoãn lại và phía Việt Nam và cũng như Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu lên danh sách và nói rằng uh, cuộc cặp gỡ này là từ ngày 13 12 13 và có thể là cuộc cặp gỡ lên tới 14 16 tức là từ 14 tay cho đến 16 tháng 12. Hiện nay thì phía Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam vẫn chưa lên tiếng trả lời và xác nhận chuyện này. Lần cuối cùng mà Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam là năm 2017. Lúc đó thì ông ta đã xuất hiện trong cái hội nghị APEC diễn ra ở tại thành phố Đà Nẵng, nơi mà ông Trump cũng đã có mặt để hội nghị tham dự cái hội nghị APEC này. Và đây được xem là một trong những chuyến đi khá quan trọng để khẳng định là Việt Nam sẽ đứng về phía nào trong cục diện thay đổi tại Á Châu, Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin mới nhất cho biết thì trước tình trạng mà công an ngày càng trở thành điểm bị tấn công và bị đe dọa bởi dân chúng bất mãn tại Việt Nam, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã đề nghị cho phép họ được à, có 6 trường hợp họ cho rằng là cho phép họ nổ súng mà không cần cảnh báo. Tiếp theo vụ mà đồn công an ở tại Đắk Lắk và một quỹ ban nhân dân ở tại đây bị tấn công và có một số người đã bị thiệt mạng. Công an Cộng sản Việt Nam giờ đây đang lo sợ lực lượng của họ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi tình trạng đa dạng trong dân chúng, bao gồm cả thành phần băng đảng, bao gồm cả những người dân bất mãn, bị bất hiếp và kể cả những thành phần mà họ mô tả là lực lượng thù địch đang nhắm mục tiêu vào tất cả những công an ở các ban ngành khác nhau, bao gồm luôn cả công an giao thông, công an điều tra hay là công an kinh tế đều trở thành mục tiêu của tấn công của nhiều thành phần trong xã hội tại Việt Nam do tình trạng bất mãn về quyền hành của công an. Giờ đây thì công an đã kêu gọi phía Quốc hội Hoa Kỳ, Ê, xin lỗi quý vị, Quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam là phải thông qua luật cho phép công an ít nhất được nổ súng trong một số trường hợp mà họ cho rằng là tánh mạng của công an bị nguy hiểm. Đây được xem là một cái hình thức tăng quyền lực của công an sau khi mà họ trở thành tâm điểm bị chỉ trích và bị bất mãn của công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Hà Nội đã bắt đầu tìm cách gọi là bán thêm tài sản của quốc gia ra nước ngoài với ít nhất là ba cái mà họ gọi là mỏ cát trị giá tới 1.700 tỷ đồng. Bản tin mới nhất cho biết thì Phó Chủ tịch của Hà Nội Hà Minh Hải đã lên tiếng và nói rằng hiện nay là thành phố Hà Nội đang duyệt xét lại tất cả những cái khu vực mà họ gọi là mỏ cát có trị giá gần 1.700 tỷ đồng để mà chuẩn bị đi vào khai thác và tình trạng này à, khai thác vô tội vạ về hút cát bán ra bên ngoài đã khiến cho cái à, địa hình của việt nam thấp hơn so dưới mặt biển tuy nhiên bất kể chuyện gây nguy hiểm cho tất cả ngành nông sản tại việt nam bởi vì bị nước mặn nhập vào trong tất cả các cái à, cánh đồng của họ và cộng sản việt nam vẫn tiếp tục chỉ nghĩ tới tiền và nghĩ cách nào để có thêm tiền và bây giờ họ lại tiếp tục cái dự án hút cát bán và làm cho cái khu vực của uh, Việt Nam đã trở thành nguy hiểm hơn khi mà cái uh, địa hình của Việt Nam đã bắt đầu dần dần thấp hơn so với mặt biển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, hàng loạt những kẻ được gọi là đại gia ngành bất động sản đã bị cộng sản bêu rếu tên tuổi ở trên mặt báo vì tội trốn thuế hoặc nợ thuế. Bản tin mới nhất cho biết thì một tổng cộng có tới 180, 198 những công ty và những à, à, cái đại gia về ngành đéo đã thiếu tổng cộng số tiền thuế lên gần 8.000 tỷ đồng và tên của họ đã được đăng một cách công khai trên trang web của sở thuế tại Việt Nam và đây là một cái hành động bêu rếu tên tuổi của họ khi mà cho biết là có nhiều công ty đã nợ tiền thuế và không nộp thuế trong đó bao gồm luôn một nhân vật khá nổi tiếng ở trong giới youtuber Nhân vật này có tên là Điền Quân và Điền Quân này vốn là người đã từng làm việc ở trong một cái đài truyền hình tại Việt Nam trước đây và sau này thì đã sáng lập cái công ty gọi là công ty cổ phần Điền Quân và hiện nay thì công ty của ông này đang thiếu nợ tiền thuế lên tới 25.7 tỷ đồng Việt Nam tức là hơn một triệu Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những cái đòn mới nhất mà Nguyễn Phú Trọng tung ra nhằm để mà dằn mặt tất cả những đại gia trong miền Nam là họ có thể trở thành nhân vật bị truy tố và bị lạm thịt nếu như mà họ không đóng thuế hoặc là có những cái hành động mà Nguyễn Phú Trọng cho rằng ảnh hưởng tới thế lực cai trị của phe miền Bắc tại Việt Nam. Đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!